Của thí dụ như là bây giờ mình làm video xong rồi mình cắt ghép xong rồi mình lồng nhạc mình đưa lên xong rồi tự nhiên nó có nhiều view thì có được không mọi người? Chứ thiệt sự là cái video này làm hai lần cái lồng tiếng rồi đó mà không có ra được một cái lồng tiếng nào mà nó ra hồn ra dí hết trơn á. Mà không có lồng tiếng thì không có ai coi. Mà bây giờ lồng tiếng mà không có ưng thì làm sao mà lên được video. Nên là thôi các bạn nghe đỡ cái này đi nha, nha, nha. Nhớ thả tim, nhớ comment để cho nó lên xu hướng. Chứ mấy này là flop quá, flop quá mấy má ơi.